Hi hey, mọi người, hôm nay mình sẽ ăn món ống tủy bò sốt cây nha Do là mình xem mấy anh chị mất bang ăn nó ngon quá trời Hôm nay mình làm luôn Mình mua tầm 2kg nha mọi người Bây giờ mình sẽ pha cái sốt ớt trước nè Mình cho vào đây 3 muỗng bột ớt nè 4 muỗng sốt xăm giang Và thêm một tí muối rồi mình trộn đều lên nha Ý quên cho thêm một tí nước ấm nữa Rồi bắt đầu mình quét đều lên cái ống tủy bò này nè Mang tiếng là 2kg vậy đó nhưng hồi chắc là cái tủy nó không có bao nhiêu á mọi người Nên là một mình mình có thể ăn hết cái đống này luôn Tại vì nó ít lắm Mình sẽ quét đều hết tất cả rồi mình cho thêm một tí dầu ăn lên Rồi mình sắp vào giấy bạc mình nướng mà có nồi chiên yeah. nha vừa nướng vừa canh nha mọi người. ơi cái màu nó đẹp mà thơm lắm luôn á. Khi ăn món cây nóng thì mình vẫn không quên ăn trước một cây hạch nghệ xong vị chuối nè. Ta nói hổng rồi ăn món cây liên tục nên phải ăn hạch nghệ mỗi ngày nha mọi người. Chị đã bao tự ở chùa ở hơi rất là tốt luôn. Đặc biệt bạn nào mất ngủ hay bị stress thì nên có hạch nghệ trong nhà nha. Loại hạch nghệ này dành cho trẻ em từ hai tuổi đã ăn được rồi phụ huynh và người lớn tuổi ăn rất là tốt luôn. Sẽ giúp ngủ ngon giảm stress rất là tốt nha Mỗi ngày ăn một cây là ok nè. Còn bây giờ mình mời mọi người ăn ống tủy bò với mình nha. Lần trước mình có làm nhưng mà ăn chưa được ngon lắm. Lần này mình sẽ làm lại. Mọi người biết sao không? Tại vì mọi người mà cho muối ít quá thì ăn nó sẽ rất là lạc và béo ta nói cho vào miệng là nó tan nhanh trong miệng liền luôn đặc biệt là làm có vị cay như vậy á ăn nó sẽ đỏ bị ngán hơn là ăn không chắc là do mình ăn cay quen rồi á ta nói vừa thơm vừa béo mà vừa tan nhanh trong miệng ăn nó đã gì đâu luôn nhìn ống tủy cái ống nào cũng to hết trơn nhưng mà chắc là nó không có nhiều tủy mà người nên ăn vài muỗng là hết trơn à mọi người ơi thịt nghệ sa phong đã có trên tiktok shop rồi nè có rất là nhiều điều giảm giá rất là hồi luôn đặc biệt khách hàng của thịt nghệ hơn một năm mấy qua là vừa giảm giá vừa tặng quà nữa nhanh nhanh chốt hình kể đây được quà cuối năm nha